chiều ngày 6 tháng 6, với đa số phiếu tán thành, Quốc hội đã thông qua nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng về bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Công an với Thượng tướng Lương Tam Quang. Cho đến khi được phê chuẩn bổ nhiệm giữ chức vụ này, Thượng tướng Lương Tam Quang là Thứ trưởng Bộ Công an. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày Quốc hội biểu quyết thông qua. Như vậy, Thượng tướng Lương Tam Quang trở thành người kế nhiệm của Đại tướng Tô Lâm, người được Quốc hội tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch nước hôm 22 tháng 5. Với việc Thượng tướng Lương Tam Quang trở thành Bộ trưởng Công an, bộ máy lãnh đạo của đơn vị này hiện có 5 lãnh đạo, gồm Bộ trưởng, Thượng tướng Lương Tam Quang và 4 Thứ trưởng, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Trung tướng Lê Quốc Hùng, Trung tướng Lê Văn Tuyến, Trung tướng Nguyễn Văn Long. Thượng tướng Lương Tam Quang sinh năm 1965, quê ở huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa 13, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương. Thượng tướng Lương Tam Quang có trình độ cử nhân chuyên ngành điều tra tội phạm. Quá trình công tác của Thượng tướng Lương Tam Quang gắn liền với ngành công an. Trước năm 2012, ông là trợ lý Thứ trưởng Bộ Công an. Sau đó, với cấp hàm đại tá, ông giữ chức Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an vào năm 2012. 3 năm sau, ông Lương Tam Quang được thăng cấp bậc hàm thiếu tướng. Tháng 10 năm 2017, ông trở thành Chánh Văn phòng kiêm người phát ngôn Bộ Công an và giữ cương vị này trong gần 2 năm. Được thăng cấp bậc hàm trung tướng năm 2019, ông Lương Tam Quang nhậm chức Thứ trưởng Bộ Công an vào giữa tháng 8 cùng năm. Gần 2 năm sau, ông kiêm thêm nhiệm vụ Thủ trưởng Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an. Tại Đại hội Đảng lần thứ 13 vào đầu năm 2021, ông Lương Tam Quang được bầu làm Ủy viên Trung ương khóa 13, nhiệm kỳ 2021 đến 2026. Một năm sau, ông được thăng cấp bậc hàm Thượng tướng. Tiểu sử tóm tắt của đồng chí Lương Tam Quang. Họ và tên: Lương Tam Quang. Ngày sinh: ngày 17 tháng 10 năm 1965. Dân tộc: Kinh. Quê quán: xã Hiệp Cường, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên. Ngày vào đảng: ngày 21 tháng 11 năm 1998. Ngày chính thức: ngày 21 tháng 11 năm 1999. Chuyên môn nghiệp vụ: cử nhân luật, an ninh, lý luận chính trị, cao cấp. Ngoại ngữ: tiếng Anh B1. Ủy viên Trung ương Đảng khóa 13, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an, Thủ trưởng Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an. Khen thưởng: huân chương quân công hạng nhất, hạng nhì, huân chương chiến công hạng nhất, hạng nhì, 4 huân chương, huy chương của nhà nước Lào, huân chương anh dũng hạng nhất, huân chương hữu nghị, huy chương hữu nghị,